Anh em cắt tóc kiểu gì anh em? Ông anh cắt cho em tạt sang bên này nhá. Gáy thì ông anh cắt vừa nhọn nhưng mà phải tròn, vừa nhọn vừa tròn. Mày đùa tao à? Nhọn thì nhọn hẳn, tròn thì tròn hẳn, mày làm khó tao. Anh là thợ, anh phải biết cắt chứ. Thế tao là thợ, anh mày là thợ? Anh thế phải làm theo ý tao chứ. Bây giờ mày cắt được không? Cho tao đéo cắt mày, cho mày đi về mày. Thôi được rồi, để như nào, ông chồng như nào? Bây giờ cháu thì muốn là cắt vừa nhọn vừa tròn thôi. Mà chú nói thật nhá, ông cháu ấy, người ta là thợ thì ông cháu phải nghe người ta, từ ngày tư vấn đúng đấy. Nhọn nhọn hẳn, tròn thì tròn hẳn. Không bị tư vấn. Ông cháu hơi bắt bẻ hơi nhiều thôi, cứ ngồi đây. Cứ cắt đi. Cắt đi. Tạt nhá, xong rồi gáy nhọn nhưng mà không nhọn quá gì. Vâng. Được rồi, ông cháu cứ cắt đi. Ông cháu quá. Ông cháu cứ cắt đi. Dậy ông em ơi. Cắt cái tóc của em đâu nhỉ? Đây em. Xem mày gáy nào, anh cắt em nào. Được, đây. Thấy không? Ơi mà anh bảo cắt vừa tròn vừa nhọn mà, cắt nhọn hoắt này. Về anh thích cắt nhọn thì kệ anh. Bây giờ anh có muốn trả tiền không? Không được, tao cắt rồi mày trả tiền nhá. Sao mày định bùng à? Nhưng mà anh có làm được ý em đâu. Nhọn quá nhỉ? Nhọn quá. Thôi ông cháu thông cảm đi nhá. Không cảm được. Cắt nói chung là quán chú nói thật là không biết cắt cái kiểu lửa nhọn nửa tròn, một là nhọn hẳn, hai là tròn hẳn. Đúng. Nói thật với ông cháu nhá, còn quán chú là cắt tóc thật nhưng mà không để chiều thì ông ý khách được. Bây giờ một là nhọn hẳn, hai là tròn hẳn. Bây giờ cháu bảo lửa nhọn lửa tròn ai chiều thì ông ý cháu được. Chú nói thật đấy. Nhưng mà bây giờ cháu cũng không thích để nhọn quá. Thì bây giờ quán chú ấy, một là nhọn hẳn, hai tròn hẳn. Còn nói thật nhá, chú ấy không thiếu khách đâu, thôi ông cháu về đi, không lấy tiền nữa. Ôi, về chú, đi. Thôi, không cần này nữa. Mày khó tính vớ vẩn. Coi là sao nha, đừng sang đây nữa nha. Đó, cắt cứ bắt bẻ người ta, không có khách lấy tiền thì bắt bẻ.